Hello, mình xin chào cả nhà nha. Mình xin chúc cả nhà ngày mới thật là an lành nha. Thì trước tiên thì mời cả nhà uống nước trà cùng mình đi. Đã uống nước trà nha. Wow, tuyệt vời cả nhà. Nói chung hiện tại bây giờ mình không có gì ngoài thời gian và chim. Mình chỉ có hai thứ thôi. Cái thứ nhất là thời gian mình rảnh từ sáng tới tối, từ tối tới sáng lại, xong rồi từ sáng tới tối lại. Đó là cái thứ nhất là mình có rất là nhiều thời gian, và cái thứ hai là mình cũng có rất là nhiều chim đó. Mình bây giờ hiện tại mình chỉ có hai thứ đó thôi. Đó thì ngày hôm nay mình làm một cái video mình chia sẻ với cả nhà. Tại vì mình thấy có rất là nhiều anh em than là mua trúng những cái con chim tả nè, những con chim cả nè, đó rồi mua chim bị sập hầm nè. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video về vấn đề chim tả, chim cả, chim sập hầm. Đó, mình chia sẻ với cả nhà ở cái góc độ của những người nuôi chim thôi nha, những người nuôi chim, anh em đam mê chim thôi nha. Chứ còn mình thì không có phải là chuyên gia hay là gì đâu. Cho nên là có nhiều bạn cứ thấy mình chia sẻ nghĩ là mình tự nhận mình là chuyên gia hay là gì đó, thì nó đâm ra nó cũng dở. Mình chia sẻ với cả nhà ở cái góc độ là đam mê chim giống như cả nhà thôi. Nhưng mà mình khác một cái là mình làm YouTube. Thành ra là mình có cái kênh YouTube thì mình làm video, có thể là mình chia sẻ được rộng rãi hơn. Đó, nó đơn giản là như vậy thôi nha. Thôi uống miếng nước trà nữa đã. Ok, thì sáng ngày hôm nay là mình có đi nhận chú chim cà chớn. Đó, những anh em mà theo dõi kênh mình từ ngày xưa tới bây giờ thì chắc chắn sẽ biết chú chim cà chớn. Thì mình kể lại một tí xíu nha. Thì cái lúc mà mình mới làm YouTube á, cách đây hơn một năm trước á, thì đầu tiên là mình có chú chim cà tân, một chú chim bổi mình nuôi lên. Thì mình đặt tên cái chú chim đầu tiên là chú chim cà tân, và cái chú chim mình đưa về đội thứ hai là chú chim cà chớn, rồi cái chú chim thứ ba là chú chim cà khịa, rồi cái chú chim thứ tư là chú chim cà lâm, rồi cái chú chim thứ năm là chú chim cà tẩn. Đó là hiện tại là mình đã từng sở hữu 5 con cà, cà tân, cà chớn, cà khịa, cà lâm và cà tẩn. Đó, mình có 5 con cà. Thì trong cái quá trình mà làm YouTube á, thì nhiều khi có lúc mình kẹt tiền thì mình chia đi hết, xong rồi cứ chia, cuối cùng mình không còn cái con cà nào luôn, thì có một điều cũng khá là may mắn á, 5 cái con cà của mình á, thì hết 4 con là đã lấy được giải rồi, 4 con là đã lấy được giải hết, đó, đã lấy được giải, đã thành danh hết. Chỉ có một cái con cà chớn này á, thì mình có gửi cho một bạn ở Sài Gòn chăm, thì cái bạn này gọi là nuôi để hót ở nhà thôi, bạn không có thời gian đi đấu vàng, thành ra con chim bạn đưa về đội bạn chỉ có treo ở nhà nghe hót quanh năm suốt tháng thôi. Thì sau một năm á, tất cả những con cà nó lấy giải hết, còn mỗi cái con cà chớn nó chưa lấy giải. Thì mình mới nói bạn thôi hôm ấy gửi về cho mình để mình đi thi lấy giải cho nó, để cho 5 con cà nó lấy giải hết 5 con. Xong rồi mình sau khi nó lấy giải xong thì mình sẽ gửi lại cho bạn để bạn chơi. Đó, tình hình là tóm gọn là như vậy. Thì sáng ngày hôm nay bạn có gửi cái con cà chớn về cho mình. Thì hiện tại nó đang thay lông. Mình mới vừa quay đầu video cho cả nhà xem trong cái lồng bắt xanh mà mình mới dát vàng đó. Đó, thì nó đang thay lông, tình trạng thay lông tầm khoảng 80-90%. Hiện tại lông đuôi đang ra, nó so le. Đó, lông bụng nó cũng còn rụng. Đó, tình hình nó lại vậy nha. Thì bây giờ vô vấn đề chính ngày hôm nay đi. Mình lên trên các cái nền tảng mạng xã hội á, thì mình thấy TikTok nè, hay là YouTube nè, hay là Facebook nè, rất là nhiều anh em than vãn là mua trúng cái con chim tả, con chim cả. Đó, cái con chim tả, con chim cả, mua chim bị sập hầm, rất là nhiều luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video về vấn đề này, mình chia sẻ với cả nhà ở cái góc độ là những anh em đam mê chim với nhau. Chứ mình cũng nói trước luôn, mình không phải là chuyên gia. Đó, mình không phải là chuyên gia về chim và mào. Mình chia sẻ ở cái góc độ là anh em cùng đam mê với nhau, chia sẻ để mà trải, để anh em có thể là thảo luận, đó, tham khảo. Đó là dạng vậy nha. Thì nói về cái con chim chào mào, con chim tả, con chim cả, thì
Tức là như vậy nè, ví dụ như mình là một cái người đi sưu tầm chim, đi tuyển chim, mình tới nhà cái anh kia mình mua con chim, thì anh đó anh nói là cái con chim ảnh nó rất là hay, nó chơi rất là đẹp đó, thì mình mua về nhà mình nuôi nó không có hay, nó không có đẹp như cái lời của ảnh đó, thì gọi là mình bị mua trúng con chim tả, con chim cả. Tức là mình mua nó cái giá trị nó là 5 triệu mà mình về nhà nuôi nó không chơi thì nó không có giá trị, nó còn có 2 triệu hay là 1 triệu thì mình bị lỗ. Thì tâm lý những anh em mà nuôi chim mà bị lỗ thì người ta gọi là bị sập hầm đó, người ta gọi là bị sập hầm. Thì mình nói tóm tắt lại vậy cho dễ hiểu nha. Thì trước khi mà mình vô cái vấn đề thì mình vô cái vấn đề phân tích mổ xẻ cái mà cái con chim tả, con chim cả mua chim bị sập hầm á, thì trước khi mình vô vấn đề thì mình kể với cả nhà hai câu chuyện có thật 100%, hai câu chuyện có thật 100% nha. Thì trước tiên là mình kể cái câu chuyện về cái con chim cà khịa của mình đây, cái con chim cà khịa của mình. Thì cái ngày cách đây là khoảng một năm trước á, thì có một cái anh kia ảnh mua hai ba con chim thanh lý từ một cái anh này là ảnh đam mê chim nhưng mà ảnh làm tài xế xe, ảnh bận rộn, ảnh không có thời gian để mà ảnh chơi chim nữa, thì ảnh thanh lý hết cái dàn chim của nhà ảnh. Thì cái anh này ảnh là cái người gọi là, mình nói tóm tắt gọi là cái người buôn chim, cái người buôn chim. Thì ảnh ôm hết cái dàn chim của anh này, dàn chim thanh lý, thì bên trong cái dàn chim của anh này có một con chim là con chim cà khịa của mình, và sau này mình đặt tên nó là Quốc Cà Tân. Thì ảnh ôm hết một cái dàn chim về thì ảnh đem đi ảnh bán lại, ảnh bán cái con chim cà khịa của mình luôn. Thì về nhà cái anh kia ảnh mua được, ảnh về nhà ảnh nuôi thì nó sập sình. Ảnh mua với giá là 5 triệu. Ảnh về nhà ảnh nuôi nó sập sình, nó rụng lông, nó sập sình đủ kiểu hết, nó không có đấu. Thì ảnh mới mang con chim ra, ảnh trả lại cho cái người mà bán cho ảnh. Ảnh trả lại, gọi là ảnh chấp nhận bị lỗ á, nó ảnh trả lại. Ảnh mua 5 triệu, ảnh trả lại, ảnh lấy 4 triệu rưỡi, ảnh chấp nhận lỗ 500 ngàn. Đó, thì sau rồi nhiều anh em khác cũng thấy cái con cà khịa này đẹp, muốn mua nhưng mà nghe nói là cái anh kia ảnh nuôi không được, ảnh trả lại. Thì thành ra là không có ai dám mua. Đó, và mình thì mình ra mình gặp thì mình thấy ủa cái con chim này mình nhìn cái mặt nó mình thấy thích. Đó, dạng như mình có cảm tình. Thì mình mua cái con chim cà khịa và đội. Thì cái anh này ảnh bán cho mình với giá là 4 triệu rưỡi bằng cái giá mà ảnh thu lại, tức là ban đầu giá nó là 5 triệu. Ảnh bán cho anh kia 5 triệu xong anh kia trả lại cho ảnh, chịu lỗ 500 ngàn. Anh kia sau một cái khoảng thời gian nuôi 1-2 tháng gì đó thì thấy nuôi không được, trả lại cho anh này, chịu lỗ 500 ngàn. Thì mình ra mình thấy, mình mua lại. Thì cái anh này ảnh bán cho mình với giá là 4 triệu rưỡi bằng cái giá ảnh mới vừa thu lại. Đó, cả nhà hiểu ý mình không? Đó, thì nó về nhà mình thì mình nuôi một phát lên luôn lấy giải àm luôn. Đó, đó là cái câu chuyện về cái con chim cà khịa. Đó, thì như mình thấy đọc bình luận đó, có nhiều anh em nói cái con chim thanh lý thì mua về làm sao chơi được. Tại sao chơi không được? Anh em nói cái lý do mà con chim thanh lý chơi không được giúp mình với. Đúng không? Tại sao con chim thanh lý là chơi không được? Đúng không? Làm gì có cái chuyện đó. Quan trọng là anh em nuôi chim, anh em cảm nhận, anh em có thể hiểu được cái con chim của mình hay không. Anh em chăm cho nó phù hợp với con chim thì nó sẽ hay thôi. Chứ làm gì có con chim thanh lý mà con chim đó là chơi không được. Đúng không? Đó là cái câu chuyện có thật 100% về cái con chim cà khịa. Một người nuôi không được và trả lại. Và nhiều người không dám mua. Nhưng mà mình dám mua thì mình nuôi nó đi lên đỉnh được. Đó là con chim cà khịa nha. Và thêm một cái câu chuyện này, câu chuyện này cũng có thật 100%, nhưng mà cái câu chuyện này có thật 100% nhưng mà nó không phải là cái con chim này nó đến từ mình đó. Thì có một cái bạn kia, bạn có một cái con chim chào mào, thì cái con chim của bạn á, nó chơi cà sập cà sình, nó chơi nói chung cũng ok nhưng mà nó sập sình, nó không có ok lắm. Thì cái bạn này á, bán ở cái khu vực gần thì không ai dám mua, cho nên là bạn bán đi xa, lúc ở Đà Nẵng. Thì cái bạn ở Đà Nẵng thì bạn ở xa thì bạn không có biết đó, bạn mua cái con chim này với giá là 5 triệu. Thì xe nó gửi xe từ Gia Lai vừa ra tới Đà Nẵng, thì sáng gửi từ chiều, từ tối gì đó sáng là ra tới Đà Nẵng. Thì bạn này đi nhận cái con chim,
nhận cái con chim xong thì bạn này sang qua một cái lồng khác và bạn này sắp đi thi luôn. Và lên vàng thi thì nó lấy cái giải nhất, giải nhì gì đó, mình không có nhớ rõ nha. Nó lấy cái giải nhất, giải nhì gì đó. Mà rõ ràng là cái con chim cái bạn này chơi nó sập sành không được, bán ra ngoài Đà Nẵng. Mà cái bạn kia nhận con chim từ trên xe khách, nhận xuống, sang qua lồng, treo lên vàng thi, lấy cái giải nhất, cái giải nhì gì đó. Xong rồi nuôi thêm một tuần lỡ sau, lấy thêm một cái nhất, cái nhì gì nữa. Xong cái bạn này bán lại với giá là 50 triệu. Đó, tức là một cái con chim mà người ta nuôi không được, người ta bán đi. Gọi là nếu như anh em mà mua về chơi không được thì người ta gọi là sập hầm. Nhưng mà người ta mua về, nó lấy được giải, thì như vậy là nó không có sập hầm. Cho nên cái vấn đề mà sập hầm ở đây, tức là mình mua con chim về, mình nuôi nó có lời thì mình không có bị sập hầm. Mà nó bị lỗ thì người ta gọi là sập hầm. Cho nên cái vấn đề sập hầm ở đây nó cũng nói đại khái là anh em chơi không có lời thì anh em kêu là sập hầm thôi, đúng không? Mà cái vấn đề chơi chim thì mình nghĩ là mình đã là mình chơi chim thì mình chơi chim mình đam mê. Và những cái gì đó nó khó khăn có thể là mình chinh phục nó thì nó lại hay. Chứ còn mình cứ nghĩ mua về mà nó lỗ thì mình gọi là sập hầm, mà nó lời thì mình gọi là không có sập hầm, thì mình thấy nó cũng có cái gì đó nó không có hay cho lắm. Đó, thì hai cái câu chuyện mình mới vừa gửi với cả nhà, một là cái con chim cà khịa của mình, và hai là con chim của một cái bạn kia chơi không được bán đi cho người ta mà người ta nuôi được lấy giải. Thì cả nhà cũng thấy á, bây giờ mình sẽ mổ xẻ cái vấn đề phân tích cho cả nhà về con chim tả nè, con chim cả nè, và mình nghĩ là sau cái video này mình hy vọng nhiều anh em mua chim sẽ không bị sập hầm. Đó, nói chung là mua chim nuôi sẽ có lời nha. Mình sẽ chia sẻ với cả nhà một cái cách nuôi chim mà luôn có lời, không bao giờ lỗ được. Đó, cái này là mình nói thật 100% luôn nha. Thì tức là như vậy nè, tâm lý những cái người mà người ta bán chim, người ta sang nhượng chim á, thì không có ai mà nói con chim của tôi nó xấu, hay là nó đấu xấu, hay là nó dở. Thì ai tâm lý thì ai cũng nói con chim của mình đẹp, đấu nó đẹp. Chứ có ai mà nói nó xấu, nó dở, nó xấu dở sao bán được, đúng không? Cho nên cái vấn đề khi mà mình đi mua chim, mình đi tuyển chim á, thì mình phải có cái lập trường của mình. Và mình phải có con mắt để mà mình xem con chim, mình cảm nhận nó, mà mình cảm thấy mình thích thì mình về nhà. Mình chăm không được thì mình tìm đủ mọi cách để mà cố gắng mình chăm cho nó bằng được. Cái con chim người ta nuôi không được nhưng không có nghĩa là mình nuôi nó không được. Người ta nuôi nó không hay nhưng mà không có nghĩa là mình nuôi nó không hay, đúng không? Cho nên là mình phải cảm nhận. Theo như mình, mình chia sẻ cái quan điểm riêng của mình, mình mua chim là mình nhìn cái dáng bộ trước nó có đẹp hay không. Và cái thứ hai là cái nết, cái điệu bộ. Đó, cái dáng bộ và cái điệu bộ. Cái dáng bộ tức là cái ngoại hình, và cái điệu bộ tức là cái phong thái, nó nhảy, nó đấu, nó như thế nào. Đó, cái dáng bộ, cái điệu bộ. Và cái thứ ba là cái tình trạng sức khỏe con chim, đường ruột, phân, khô có ổn định hay không. Đó, mình mua chim thì mình dựa trên ba cái yếu tố đó. Và mình cũng chia sẻ luôn á, tại vì anh em cũng, nếu mà theo dõi kênh mình từ trước tới giờ thì cũng biết là lúc mà mình cái kênh YouTube mà mới làm thì cái vấn đề trở ngại đầu tiên đó là cái vấn đề kinh tế. Mình không có tiền, thành ra khi mà không có tiền thì mình không thể nào mà mua được những con chim đắt tiền. Cho nên là mình mua chim tầm 2-3 triệu rồi lần lần lên 4-5 triệu. Đó, chứ mình không thể mua những con chim đắt tiền tại vì mình không có tiền. Mà cả nhà cứ hình dung như vậy, một cái con chim nó đẹp mà nó lên vàng nó đấu 2 tiếng, làm gì có ai bán rẻ đâu. Đâu có ai bán rẻ đâu. Bữa nay mà một cái con chim ngoại hình đẹp lên vàng đấu đẹp, đấu được 2 tiếng, ít nhất cũng phải rơi vào 10 triệu, đúng không? Ít nhất cũng phải rơi vào 10 triệu. Mà một cái con chim nó xấu quắc vậy, nó lên vàng nó đấu được 2 tiếng thì ít nhất nó cũng rơi vào 5 triệu, đúng không? Mà mình thì mình kinh tế mình không có, cho nên là lúc nào mình cũng chọn những con chim nó đẹp. Nó đẹp là cái thứ nhất nè, và cái điệu bộ của nó mình thấy là cái thứ hai, cái tình trạng sức khỏe mình thấy ok là cái thứ ba, và nó mình mua không có mua trên vàng, mình không có mua trên vàng. Cho nên là mình không có thấy cái con chim của mình nó đấu 2-3 tiếng đồng hồ. Thành ra tức là mình mua con chim mình dựa trên cái mắt mình nhìn và mình cảm nhận.
chứ mình không có mua những con chim mà nó đã đấu rầm 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 trên vàng rồi. Thì lúc nào mình mua được cái con chim đó, cái giá trị của nó cũng sẽ thấp hơn những con chim mà được đấu trên vàng, đúng không cả nhà? Một con chim đẹp mà nó đấu trên vàng 2 tiếng thì làm gì có tiền mà mua. Cho nên mình chỉ mua những con chim đẹp mà mình không thấy nó đấu vàng, mà mình thấy cái điệu bộ nó mình thích thì mình mua. Thì cái giá nó, ví dụ mình mua bên dưới đất thì nó chỉ có 5 triệu, mà mình mua trên vàng thì nó 10 triệu. Đó, thành ra là mình mua cái con chim dưới đất. Thì mình nói cho nó đơn giản dễ hiểu nè. Nếu mình mua cái con chim dưới đất, cái giá dưới đất nó không chơi thì cái giá nó đâu có hạ xuống nữa đâu. Nhưng mà mình mua con chim trên vàng, nó đấu trên vàng, mà mình về nhà mình nuôi nó không chơi thì nó trở thành con chim dưới đất. Cho nên mua cái con chim trên vàng thì nó mới lỗ, còn mua cái con chim dưới đất thì nó không thể nào lỗ được, tại vì giá nó đã thấp rồi. Không biết là cả nhà hiểu ý mình không ta? Thôi uống cái nước trà đã. Cái vấn đề ở đây tức là mình hiểu nhưng mà mình truyền đạt với cả nhà, nhiều khi cái vốn từ ngữ, cái ngôn từ của mình sử dụng nó chưa có hay, nó chưa có hiệu quả, thành ra là mình sợ là cả nhà hơi khó hiểu một xíu. Đó, tức là mình ví dụ lại nha, một cái con chim mình mua nó đấu trên vàng 2 tiếng, nó đẹp đi, nó đấu trên vàng 2 tiếng thì giá nó 10 triệu. Mình về nhà mình nuôi nó không đấu thì giá nó 5 triệu. Như vậy là mình bị lỗ, mình bị sập hầm. Đúng không? Còn mình mua cái con chim nó mua dưới đất, nó đẹp, nết nó đẹp, cái gì cũng đẹp, giá nó chỉ có 5 triệu thôi. Tại vì nó không có được test trên vàng đấu 2 tiếng đồng hồ. Giá nó 5 triệu thì nó đẹp như cái con 10 triệu, nhưng mà nó không được đấu trên vàng 5 triệu. Thì mình mua cái con chim, những cái con chim như vậy á, thì cái giá trị nó gần như nó giữ nguyên. Mình nuôi nó đấu thì mình chỉ có lời thôi. Đó, mà nó không đấu thì giá nó vẫn như cũ, mà nó đấu thì mình có lời. Đó, cho nên là những anh em mà có kinh tế thấp á, thì mình nghĩ là nên mua những cái con chim dưới đất, không có mua chim trên vàng. Và mình phải trang bị một cái con mắt. Này khó thế quá ta, này sao thấy nó khó quá, tại vì mình tiếp xúc với chim nhiều, chứ còn mình sợ là nhiều anh em mà ít tiếp xúc với chim thì nhiều khi là hơi khó ở cái chỗ đó. Tức là mình mua cái con chim không chơi giá lúc nào nó cũng rẻ, mà mình mua cái con chim chơi thì lúc nào nó cũng đắt. Mình mua cái con chim chơi nó đắt, mình về nhà mình nuôi nó không chơi thì nó rẻ thì mình bị sập hầm. Còn mình mua cái con chim không chơi, mình nuôi nó chơi thì mình có lời, mà mình nuôi nó vẫn không chơi thì mình vẫn vòi vốn. Đó, nó đại khái nó lại vậy nha, nó đại khái nói vậy là cho nó dễ hiểu. Mà mình nghĩ là nuôi chim cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là mình phải cảm nhận và mình phải thấu hiểu được cái con chim mình đang nuôi thì chắc chắn nó sẽ thành công thôi. 100 con chim phải có 99 con là nó đấu, không có con nào không đấu hết á. 100 con chim là phải 99 con nào đâu, chỉ có một con là nó gọi là nó bị BD, nó không đấu thôi. Gần như cái con chim, cái bản năng con chim trà màu đã là chim trống thì nó phải đấu, cái nó gọi là cái bản năng tự nhiên của nó rồi. Đó, cho nên mình mua những con chim mà người ta không đấu, mình về mình nuôi nó đấu thì nó có lời, mà nó không đấu thì giá nó vẫn giữ nguyên, tại vì con chim không đấu thì nó rẻ, đúng không? Còn mình mua cái con chim nó đấu rồi mình về nhà mình nuôi nó không đấu thì mình lỗ, đúng không? Cho nên mà một cái con chim người ta nó không đấu không có nghĩa là mình nuôi nó không đấu. Đó, cả nhà phải hiểu vậy. Con chim người ta nuôi không được không có nghĩa là mình nuôi không được. Người ta nuôi không được, mình nuôi được, như vậy nó mới hay chứ, đúng không? Đó, như vậy nó mới hay chứ. Đâu nhất thiết là mình mua chim mình cứ thích mua những cái con chim mà nó đấu mà mình mua đâu. Giá lúc này nó cũng đắt, nhưng mà cái cảm giác của mình chăm mình không có thích. Mình không có thích bằng nuôi những con chim nó không đấu rồi nó lên nó đấu mà mình nuôi lúc nào nó cũng thích hơn. Đó, thì như cái câu chuyện mình vừa kể về cái con chim cà khịa và cái con chim của một cái bạn kia, thì và nó còn rất là nhiều cái câu chuyện nó dạng dạy nữa. Và cả nhà cũng thấy là mình sở hữu 5 cái con cà thì 4 con chim là lấy giải, còn một con thì nó đang ở Sài Gòn và cái bạn Sài Gòn gửi cho mình. Cái bạn này chỉ có nuôi treo ở nhà cho vui thôi. Đó, thành ra là bạn này không có đi đấu vàng, cho nên là nó chưa có thành tích. Và những con dạng như S28 hay là Noru thì nó không phải là cà, cho nên là mình không có nhắc đến. Nói chung trong một năm mà tính ra là có 6 con chim từ nhà mình
lấy được giải 6 con chim trong một năm. Thì thực chất là năm năm vừa rồi là một cái năm mà cái kinh tế mình nó cực kỳ khó khăn. Chim mình mua mình sắm cái giai đoạn đầu năm thì cũng toàn là chim rẻ thôi, sau cuối năm thì mới có tiền mua được những con chim nó đắt đắt hơn một xíu đó, chứ mình đâu có tiền mua chim đắt đâu. Mình mua con chim mà nó 10 triệu 20 triệu đi thi lấy giải thì nó quá là bình thường. Mình mua chim 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu mà những con chim mình mua lúc cái một cái điều là lúc nào nó không phải đẹp đó. Mình mua chim là mình hay mua như vậy, nó phải đẹp và mình thích nuôi những con chim nó không chơi để nó chơi, chứ mình không có thích mua những con chim mà người ta đang chơi rầm 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 rầm. Cái vấn đề ở đây nó không phải là số tiền đâu. Tiền nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái vấn đề ở đây là mình thích chinh phục những cái con chim mà người ta nuôi không được mình nuôi, mình khoái như vậy đó. Cái này là mình chia sẻ với cả nhà vừa rồi là với cái góc độ là những anh em đam mê chim với nhau chia sẻ, gọi là trao đổi với nhau thôi nha, chứ mình không phải là chuyên gia hay là chuyên gì đâu. Cho nên có nhiều anh em cứ hay đi thấy mình làm YouTube cứ hay cà khịa, nhưng mà mình đọc những cái bình luận cà khịa đó, nói chung là mình chỉ hơi mắc cười thôi. Nó có nhiều bạn rất là lạ mà tại sao những cái bạn này thích đi cà khịa không làm ra một kênh YouTube để mà quay video rồi cho nó vui đó, tình hình là như vậy. Thì ngày hôm nay mình cái video này nó cũng khá là dài rồi, mình cũng vừa chia sẻ với cả nhà sơ sơ về cái quan điểm chim cò sập hầm hay là chim tả chim kẻ rồi. Hy vọng là sau cái video này cả nhà xem video có thể là trên tinh thần giải trí và có thể là tham khảo cái ý kiến riêng của mình đó. Ý kiến riêng về chim của mình thì nó là như vậy đó đó. Thôi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha, uống miếng nước trà nữa đã. Thôi mình xin chào cả nhà nha, chúc anh em một ngày mới thiệt là nhiều niềm vui, thật là an lành. Bye bye cả nhà.